Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, khách sạn 50 tỷ đồng ở Hà Tĩnh đang trong quá trình hoàn thiện thì bị một hộ dân kiện yêu cầu trả lãi đất. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thu hồi đất chưa đúng quy định pháp luật. Trong khi đó, lãnh đạo huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh thừa nhận huyện đang bế tắc sau bản án của tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Diễn biến cụ thể của vụ việc như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Khách sạn 50 tỷ đồng đang xây dở thì bị yêu cầu trả lại đất. Ngày 25 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng khu khách sạn Hanvet tại khu du lịch biển Xuân Thành, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân với quy mô 9 tầng, bể bơi, khu vui chơi trẻ em và các hạng mục công trình phụ trợ khác. Dự án do công ty cổ phần Dược và Vật tư Thú y, 88 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã thu hồi đất, trong đó có thửa đất số 532, tờ bản đồ số 2, bản đồ 299, diện tích 1.456m2 tại thôn 4, nay là thôn Thanh Long, xã Xuân Thành, có nguồn gốc của ông Trịnh Huấn và bà Phan Thị Duôn để thực hiện chủ trương xây dựng khu nghỉ mát Xuân Thành. Sau khi thu hồi đất, Ủy ban nhân dân huyện đã cho các cá nhân tổ chức thuê để xây dựng và kinh doanh thương mại. Năm 2020, diện tích đất trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần Dược và Vật tư Thú y quản lý, vận hành và kinh doanh khách sạn. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, dự án khách sạn Hanvet được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, khi công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục để đưa vào hoạt động, phía Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân và chủ đầu tư bất ngờ nhận được đơn khởi kiện đòi đất của ông Trịnh Xuân Hà. Ông Trịnh Xuân Hà cho rằng thửa đất xây dựng khách sạn Hanvet do bố mẹ ông là ông Trịnh Huấn và bà Phan Thị Duôn sau khi mất đã để lại cho anh em. Sau đó, anh em đã thống nhất cho ông Hà sử dụng. Đến năm 1992, nhà ở bị hư hỏng do mưa bão nên ông Hà đến nhà ở bác ruột là Trịnh Hiền. Năm 1993, chính quyền cho người và máy móc đến tháo dỡ nhà của ông để thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân cũng thừa nhận phần đất đang xây dựng khách sạn Hanvet có nguồn gốc là của bố mẹ ông Hà sử dụng từ trước năm 1980, có tên trong bản đồ số 299, nhưng bản đồ 299 không phải là tài liệu xác định quyền sử dụng đất. Từ năm 1992 đến năm 1997, thửa đất này không có ai sử dụng. Sau đó, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 16, năm 1995, Ủy ban Nhân dân huyện gửi tờ trình xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án khu bãi tắm Xuân Thành và được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý, giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân được cấp quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng nguyên tắc. Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã thu hồi đất, trong đó có hơn 1.456m2 nguồn gốc của bố mẹ ông Hà để thực hiện chủ trương trên. Phần đất ông Hà khởi kiện đang được cấp phép do công ty cổ phần Dược và Vật tư Thú y xây dựng khách sạn Hanvet. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân cho biết, thời điểm thu hồi, trên đất không còn tài sản gì của ông Hà và gia đình ông Hà, cũng không còn quản lý sử dụng đất nên đất do Ủy ban nhân dân huyện quản lý. Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện không ban hành các thủ tục đòi thu hồi đất. Gia đình ông Hà không thuộc trường hợp được xem xét bồi thường. Ủy ban nhân dân huyện thấy bế tắc. Sau nhiều lần đòi đất bất thành, ông Trịnh Xuân Hà đã viết đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã lấy đất của ông Hà giao cho các tổ chức cá nhân khác nhưng không ban hành văn bản và không thực hiện các thủ tục thu hồi đất, không xem xét nguồn gốc đất để thực hiện việc xem xét bồi thường, hỗ trợ tái định cư là thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật và chưa đảm bảo quyền lợi của gia đình ông Hà. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận định, việc ông Trịnh Xuân Hà khởi kiện yêu cầu tuyên hủy toàn bộ nội dung công văn số 1297 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân và buộc Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân trả lại đất cho gia đình ông Hà hoặc giao thửa đất khác có giá trị tương đương hoặc bồi thường số tiền tương đương với giá trị sử dụng đất là có cơ sở. Tháng 8 năm 2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định buộc Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thực hiện công vụ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trịnh Xuân Hà theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông Hà vẫn chưa được trả lại đất hay bồi thường giá trị đất như quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh cho biết, huyện đang bế tắc, chưa có hướng xử lý sau bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Theo ông Nguyễn Viết Hưng, mảnh đất mà ông Hà khởi kiện đang giao cho doanh nghiệp xây dựng khách sạn Hanvet với số vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Đây từng là bãi ngang ven biển, tại thời điểm thu hồi, mảnh đất cho không ai lấy. Song đến nay, nó lại trở thành đất có giá trị vì nằm cạnh đường lớn, sát khu du lịch biển Xuân Thành. Ông Hưng cho rằng, để xảy ra khởi kiện do cách đây khoảng 30 năm, tại thời điểm thu hồi đất, quản lý nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã thu hồi,
hủy văn bản số 1297. Tuy nhiên, nội dung mục 1.2 của bản án mà Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên buộc Ủy ban Nhân dân huyện phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho ông Trịnh Xuân Hà là chưa rõ. Phó Chủ tịch huyện Nghi Xuân cho biết, chúng tôi đã gửi hai văn bản nhưng Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội chưa trả lời. Huyện thấy bế tắc, chúng tôi đang giao cho Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu để lấy ý kiến lãnh đạo các sở, ban ngành hỗ trợ trong việc thi hành án. Luật sư cho rằng có thể thi hành án. Luật sư Phan Văn Triều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Luật Hà Châu cho hay, theo Luật Tố tụng Hành chính 2015, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày được tuyên án. Bản án sẽ được thi hành khi các cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ trong vụ án có đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Triều, sau khi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra bản án phúc thẩm, người khởi kiện đã có đơn yêu cầu thi hành án và được Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thi hành. Dưới góc độ pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân cho rằng bản án phúc thẩm chưa rõ, gây khó khăn trong việc thi hành án thì có quyền đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải thích, hướng dẫn thi hành bản án. Vì thế, sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân có công văn đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị giải thích, hướng dẫn thi hành bản án, thì đương nhiên huyện sẽ phải chờ văn bản trả lời từ Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo quan điểm của vị luật sư, trên cơ sở đánh giá nội dung bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và các căn cứ của Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đề nghị tại văn bản trên đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, thì Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân hoàn toàn có thể thi hành bản án mà không nhất thiết phải đề nghị giải thích hướng dẫn. Cụ thể, ông Triều lý giải, bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tại mục 1.2 đã tuyên buộc Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân thực hiện nhiệm vụ, công vụ đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông Trịnh Xuân Hà. Như vậy, với việc tuyên như trên, thì quá trình thi hành án, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân có quyền làm việc, nắm bắt yêu cầu, đề nghị của ông Trịnh Xuân Hà, có quyền đưa ra phương án căn cứ trên cơ sở quy định của pháp luật. Luật sư phân tích, theo yêu cầu khởi kiện và quá trình làm việc, ông Trịnh Xuân Hà có đưa ra 3 phương án là trả lại đất, giao cho thửa đất khác có giá trị tương đương hoặc bồi thường thiệt hại. Trong đó, phương án trả lại đất thì không thể thực hiện được vì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao đất này cho một tổ chức cá nhân khác và họ đã thực hiện dự án. Phương án giao đất khác cũng không khả thi bởi ông Hà không thuộc đối tượng giao đất theo quy định. Luật sư Phan Văn Triều cho ý kiến, trong trường hợp này chỉ có thể là tiến hành định giá đất, xác định giá trị thửa đất để bồi thường cho ông Hà. Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân khẳng định thửa đất có nguồn gốc hợp pháp của ông Trịnh Xuân Hà đã được giao cho tổ chức cá nhân khác nên không thể trả lại đất. Như vậy, còn phương án duy nhất phù hợp là Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân xác định thiệt hại và tiến hành bồi thường cho ông Trịnh Xuân Hà. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án hành chính giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Sáu và bị đơn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất nông nghiệp giá 25.000 đồng một mét vuông. Trong phiên xử trước đó vào ngày 16 tháng 4, Hội đồng xét xử đã cho tạm dừng phiên tòa để đại diện người bảo vệ cho bị đơn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ sung một số chứng cứ liên quan để phục vụ việc xét xử. Tại phiên tòa ngày 14 tháng 5, phía Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã cung cấp các chứng cứ mới liên quan đến vụ kiện, trong đó có biên bản hiệp thương đền bù năm 2006 và chứng từ gửi tiết kiệm tại ngân hàng là tiền bồi thường 3.000 m2 đất của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Sáu. Bà Nguyễn Thị Sáu bị thu hồi thửa đất số 650 diện tích 3.000 m2 tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, loại đất mùa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C284062 vào năm 1994. Trình bày trước hội đồng xét xử, đại diện người bảo vệ cho bị đơn cho biết, sau nhiều lần hiệp thương đền bù, bà Nguyễn Thị Sáu không đồng ý với đơn giá bồi thường 25.000 đồng một mét vuông, nên đã không nhận số tiền đền bù. Năm 2003, tổng số tiền đền bù là 75 triệu đồng và tiền thưởng 1 triệu đồng của bà Sáu được gửi vào ngân hàng do một cán bộ của ban bồi thường đứng tên sổ tiết kiệm. Đến năm 2008, khoản tiết kiệm được tất toán và chuyển sang tên bà Nguyễn Thị Sáu, bao gồm cả gốc lẫn lãi phát sinh. Khi được đại diện cho bà Nguyễn Thị Sáu, bà Võ Thị Mỹ Dung chất vấn có quyết định nào cho phép cá nhân được đứng tên khoản tiền bồi thường của bà Sáu không?
phía Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè cho biết, tại thời điểm này, ban bồi thường cử cán bộ đứng tên tiền đền bù cho bà Sáu để có lãi ngân hàng, có lợi cho người dân. Đến năm 2008, sau khi được hướng dẫn, khoản tiết kiệm được tất toán và chuyển sang tên bà Sáu, bao gồm cả gốc lẫn lãi phát sinh. Đại diện bị đơn nhấn mạnh, hiện số tiền này đã tăng lên hơn 201 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã làm hết trách nhiệm với người dân. Liên quan đến mức giá đền bù, bà Võ Thị Mỹ Dung cho rằng số tiền 76 triệu đồng cho 3.000m2 thời điểm đó là quá thấp. Tiền thuế, tiền cải tạo, tiền chăm sóc đất mà gia đình bà Sáu bỏ ra đã nhiều hơn mức đền bù này. Đại diện bị đơn cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã xây dựng phương án giá theo quyết định đã được thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Theo đó, đơn giá đền bù 25.000 đồng một mét vuông là phù hợp và có lợi cho người dân, vì cao hơn nhiều trường hợp có đất tại vị trí khác. Cũng tại phiên xử, bà Dung chỉ ra việc Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè cưỡng chế bàn giao đất của người dân khi chưa ban hành quyết định thu hồi đất cũng như quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sai quy định. Trình bày trước hội đồng xét xử, đại diện bị đơn lý giải, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã ban hành quyết định thu hồi tổng thể khu đất quy hoạch nên không ban hành quyết định thu hồi đối với từng hộ dân theo luật đất đai năm 1993. Tranh luận lại vấn đề này, bà Dung cho rằng việc không thu hồi đối với cá nhân là sai quy định tại Điều 21 của Luật Đất đai năm 1993. Bà Dung cho rằng chính quyền phải thực hiện trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó định giá bồi thường hoặc thương lượng bồi thường đối với nguyên đơn. Tại phiên xử, phía Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè cho biết, hiện còn 36 trên 355 trường hợp vẫn chưa đồng ý bồi thường, có khiếu nại về giá tương tự bà Sáu. Những mặt bằng này hiện đã được chủ đầu tư rào chắn triển khai dự án. Phát biểu quan điểm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân kiến nghị tạm dừng phiên xử để xem xét các chứng cứ mới mà bị đơn cung cấp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên. Hội đồng xét xử chấp thuận kiến nghị trên, phiên xử sẽ được tiếp tục vào sáng ngày 24 tháng 5. Hơn 1.600 m2 đất lúa đang thuộc sở hữu của một người dân tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này lại cấp giấy chứng nhận toàn bộ diện tích trên cho doanh nghiệp làm dự án. Vì sao đất thuộc sở hữu của người dân lại dễ dàng được rơi vào tay doanh nghiệp? Ai là người đã phù phép những giấy tờ này? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung ngay sau đây. Phát giác. Tháng 1 năm 2024, ông Mai Xuân Thạnh, 80 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết đã gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên ngăn chặn các hành động có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với chủ dự án siêu thị và khu dịch vụ tổng hợp Hiệp Hòa Bình, gọi tắt là dự án Hiệp Hòa Bình. Dự án này được tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9 năm 2016 cho doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hiệp Hòa Bình, sau đổi thành Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hòa Bình, gọi tắt là Công ty Hiệp Hòa Bình. Ông Thạnh phản ánh, năm 1995, nhà nước có cấp cho gia đình ông hơn 1.600 m2 đất lúa để trồng trọt. Ông Thạnh đã canh tác ổn định, lâu dài trên mảnh đất này hàng chục năm. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Thứ mời 15 hộ dân có diện tích đất lúa đến họp để xin ý kiến thành lập khu thương mại Hiệp Hòa Bình. Tất cả các hộ dân đều đồng ý với chủ trương này. Cùng năm 2016, bà Trần Thị Mộng Hiệp, người được ủy quyền điều hành Công ty Hiệp Hòa Bình, đã thực hiện chuyển nhượng mua bán đất của 14 hộ dân và tiến hành xây dựng dự án thương mại. Riêng hộ gia đình ông Thạnh có 1.670m2 nằm trong dự án. Bà Hiệp chưa thỏa thuận đền bù, mua bán. Theo lời ông Thạnh, đến tháng 7 năm 2017, bà Hiệp trở lại nhà ông Thạnh thỏa thuận việc chuyển nhượng và đưa cho gia đình ông này 50 triệu đồng tiền cọc, hẹn 10 ngày sẽ trả đủ tiền. Ông Thạnh cho biết, trong thời gian chờ trả tiền, các phương tiện cơ giới phục vụ cho dự án đã san ủi sạch đất của tôi. Tuy nhiên, sau hạn 10 ngày như đã hẹn, bà Hiệp không trả tiền. Tôi gọi điện thì bà Hiệp tránh né không gặp. Vụ việc khiến tôi phải bỏ hoang hai vụ lúa. Đến giữa năm 2018, tôi phải thuê người dọn dẹp để tiếp tục canh tác lúa đến nay. Đến tháng 11 năm 2023, bà Hiệp cùng một số người đem vật liệu cát, đá để xây dựng tường rào bao quanh lại thửa ruộng của ông Thạnh. Gia đình ông Thạnh phát hiện việc làm trái pháp luật của chủ dự án Hiệp Hòa Bình nên đã ngăn cản. Đồng thời, ông Thạnh đã gửi đơn báo cáo về vụ việc trên và được biết Công ty Hiệp Hòa Bình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án bao trùm lên cả diện tích 1.670m2 của gia đình ông đang sở hữu.
giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 14 tháng 3 năm 2017. Ông Thạnh cho rằng, qua sự việc trên, nhận thấy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án công ty Hiệp Hòa Bình có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mới đây, ngày 15 tháng 5, ông Mai Xuân Thạnh cho biết ông tiếp tục đề nghị các cơ quan tỉnh Phú Yên sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Ông Thạnh tiếp tục khẳng định, toàn bộ diện tích đất lúa trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông. Phía gia đình làm dự án chưa thực hiện đền bù để làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Sai sót thuộc về ai? Sau phản ánh của ông Thạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Qua đó xác định, ông Thạnh chưa làm hồ sơ chuyển nhượng 1.600m2 đất lúa của gia đình ông này cho công ty Hiệp Hòa Bình. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên nhân để đơn vị này lấy hơn 1.600m2 đất của ông Thạnh cấp cho công ty Hiệp Hòa Bình là do bộ phận chuyên môn của sở này có sai sót. Công văn do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên ban hành thể hiện. Trong quá trình tham mưu, bộ phận chuyên môn của sở căn cứ vào ý kiến xác nhận của chính quyền địa phương là công ty Hiệp Hòa Bình đã thực hiện xong việc thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn diện tích của dự án, không thẩm định rõ kết quả thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa doanh nghiệp và người sử dụng đất. Đây là sai sót của bộ phận chuyên môn của sở. Cũng theo Sở Tài nguyên Môi trường, đơn vị xác nhận đã thực hiện xong việc thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng là Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Thứ và Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa. Về hướng xử lý, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên để tiếp tục thực hiện giải quyết, xử lý các bước tiếp theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!